Thưa quý vị, đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp hè về, tuổi trẻ cả nước lại hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện. Qua đó tô thắm thêm màu áo xanh, màu biểu tượng của tinh thần tình nguyện, của nhiệt huyết, của sức trẻ. Nằm trong kế hoạch chiến dịch mùa hè xanh và hoa phượng đỏ năm 2020 của tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu, hơn 20 chiến sĩ tình nguyện đã khoác áo mới cho các công trình, hạng mục vui chơi dành cho thiếu nhi, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ. 20 thanh niên đến từ đội tình nguyện mùa hè xanh và hoa phượng đỏ của tỉnh đoàn và xã đoàn Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ đã cùng tham gia sửa chữa, tân trang các công trình vui chơi thiếu nhi tại Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng xã. Không phải thợ chuyên nghiệp, nhưng với kiến thức nghề nghiệp đã học, cộng với tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ, nhất là tình cảm dành cho thiếu nhi, mà các đoàn viên đến từ trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu và thanh niên địa phương đã lột xác các công trình cũ kỹ hư hỏng này, giúp chúng an toàn và lôi cuốn thiếu nhi đến vui chơi hơn. Hàng năm thì tỉnh đoàn quan tâm sẽ tới tu sửa lại những cái hư hỏng á, thì nó cũng tạo nên một cái mới mẻ hơn, thu hút các em hơn, đem lại cho các em thiếu nhi của địa phương có một cái nơi vui chơi bổ ích để các em có thể là tận hưởng trong dịp hè. Kết hợp với lại đoàn cấp trên là tỉnh đoàn thì xây dựng các cái đội hình tình nguyện thực hiện cái công tác là mùa hè xanh, thì trong đó nhiệm vụ chủ yếu là sửa chữa lại cái khu vui chơi cho thiếu nhi. Thì những cái hoạt động này là những cái hoạt động thường niên của nhà trường, vừa để các em là tham gia các hoạt động tình nguyện phục vụ cho xã hội, cho cộng đồng, vừa là để các em rèn luyện trau dồi thêm cái tay nghề và ứng dụng các cái kiến thức mình đã được học tập tại nhà trường ra thực tế. Thì đội hình thì chủ yếu là các bạn là học sinh sinh viên học bên các nghề là hàn, chế tạo thiết bị cơ khí, thì các bạn vừa tình nguyện vừa thực hành về cái ngành nghề của mình. Với nhiều sinh viên, đây không chỉ là một dịp trải nghiệm mà còn là cơ hội để bồi dưỡng đạo đức, lối sống, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Đồng thời cũng giúp các em tự tin, hòa nhập với công việc, cuộc sống sau khi ra trường. Cũng như bản thân em và cũng như là các bạn, là khi tham gia cái mùa hè xanh này thì tinh thần rất là phấn khởi và luôn luôn trong tư thế sẵn sàng để tham gia phong trào này. Sau những khoảng thời gian học tập tại trường thì những công việc như vậy thì sẽ giúp cho tụi em trải nghiệm thực tế hơn và sau này ra cho đi làm việc sẽ thuận lợi hơn. Gần 10 công trình hạng mục vui chơi phục vụ hoạt động vui chơi tại Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng xã Tân Hòa, Phú Mỹ đã được tu sửa lại đẹp đẽ và hoàn chỉnh. Hứa hẹn sẽ là một sân chơi, điểm đến an toàn cho trẻ em địa phương trong dịp hè này.